Hello, xin chào tất cả bạn nhé. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình đây. Hôm nay thì mình tiếp tục chơi game 15 zombie nhé. Okay. Mình sẽ chơi cờ bóng đêm. Thả hết toàn bộ zombie ra nhé. Ok, tiếp theo thì mình sẽ chuyển sang màn hình bây giờ chúng con nhé. Zombie 3 đấy em chưa xuyên qua. Mình lại tiếp tục trồng lại số cây đất thì hiện lên đấy hả?